Chào anh em, Meme Studio đây. Hôm nay Meme Studio xin giới thiệu bộ phim tình cảm lãng mạn trên tình bạn dưới dai sức dai money. Trong một đêm không trăng không sao ở châu Âu, vào cuối năm 2015, một đội Dota 2 vô danh đã được thành lập. Họ đặt tên team là OG với ý nghĩa, sức mạnh tình bạn có thể chiến thắng tất cả. Do OG sau đó tỏa sáng ở nhiều giải đấu ao làng và quốc tế, đã khiến cộng đồng tò mò về những chàng trai này. Đặc biệt là cặp bạn thân Chí Cốt đã cùng vào sinh ra từ gần 10 năm kể từ khi chân ướt chân ráo gia nhập giới Dota 2, đó là Notel và Fly. Hai người sau đó cùng với những đồng đội vẫn vui vẻ lót đường suốt hai mùa TI tiếp theo, nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi khi TI thứ 3 2018 chớm nở. Lúc này tình hình team OG bởi những lời chỉ trình và cà khịa khi mùa TI tiếp theo tới đã khiến họ bắt đầu vụn vỡ. Nhưng Notel vẫn luôn lạc quan, bởi anh biết vẫn có Fly ở bên mình. Họ có thể xây đắp đội hình mới, tìm những nhân tài khác, miễn sao vẫn có nhau. Nhưng thật không may, bùm. Lúc này Fly ngay trước thời điểm TI8 diễn ra, đã bất ngờ cốt Fly thành thanh niên tên đi họ U của làng L. Anh cùng với S4, không nói một lời, cõng nhau bỏ qua team EG là một đội có tương lai tươi sáng hơn gấp bội. Bỏ lại Notel và những người bạn, Notel cảm thấy suy sụp hoàn toàn. Nhưng áp lực từ những người ở lại và chính sự nghiệp của bản thân lại không làm Notel sụ bước, biến đau thương thành sức mạnh. Thay vì giải tán OG, Notel cùng với những trụ cột còn lại là Sep và Zezak quyết định tái thiết lại đội hình. Họ triệu hồi Anna là một thanh niên thiên tài mang trong mình dòng máu lạc hồng và tóc sân, chàng trai mang bá khí của Jojo cũng là một ẩn số khác. Hành trình thực sự của team OG chỉ mới bắt đầu từ đây. Trong sự hô hào, kỳ vọng của khán giả, xuất hiện một đội tuyển lá lành đùm lá rách, lần lượt vượt qua các hạt giống mạnh ở vòng bảng. OG mặc cho bao lần suýt bị SML ở vòng bảng nhưng cuối cùng họ vẫn đạt được vị trí top 4. Như một người chiến sĩ Đông Lào, chiến đấu anh dũng, OG cuối cùng đã có thể đi tới TI8. Lúc này ở nhánh trên của vòng đấu chính, OG mới bắt đầu lột xác và lộ ra phong thái của nhà vô địch. Có lẽ mọi người cũng đoán được khí thế xuất thần của họ khi lần lượt đánh đít từng đội một trên hành trình, không quên ghi dấu lại bằng la cà mà tà táng Nomalin. Và sau tất cả, những chiến thắng đó chỉ là để có thể gặp được hai kẻ imposter đang trú ngụ trong team EG. Ngay từ game đầu tiên, bầu không khí xung quanh team OG đã bất ngờ thay đổi. Xuyên suốt cả 3 game đấu, Zezak cùng với Topson di chuyển rất linh hoạt trong combat, như một cơn gió băng qua các rừng cây. Nhảy lên trên cả những ngọn đồi, Notel cùng với Sep thì chạy lung tung khắp bản đồ, không quên gây nhiễu địch bằng gáy bẩn thần công và tích bẩn khẩu pháp. Nhà nông như Anna cũng không hề bỏ bê nhiệm vụ mà gáy hùa rất nhiệt. Sân khấu chỉ có thể hạ màn ở phút thứ 52 của game cuối. Khi EG sau khi mớ lem được con Zosan thì Sumel trong tay Tiny cũng bất ngờ lao ra từ hang Zosan, cầm cây quật thẳng vào người Sep lúc ấy đang cầm Centaur. Sep chồng đít lên hướng toàn bộ đòn đánh từ EG, trong khi đồng đội từ xa lao tới hỗ trợ. Phoenix bay ra ấp trứng trong khi Tiny, máy bay, Enchan bật BKB trao đổi chiêu thức với OG. Sep lúc này bật Glimmer kịp thời xách váy chạy khỏi xa khỏi nguy hiểm trong khi Anna thay anh đấm tay bo với Tiny, VS của cờ Zip cạn mana từ trước giờ đây không khác gì con cờ Zip. Phoenix ấp xăng, cắn gì phét, lại bay một vòng rồi ấp tiếp. Ở đằng xa, nhanh chín đô theo bóc cổ máy bay rớt cục e dịn. Máy bay ngã xuống, đội hình EG tan rã. Một mình Tiny đầy máu cầm cây chạy vòng vòng chờ máy bay hồi sinh. Máy bay hồi sinh, Ben ngã xuống, Ben bay bắc, máy bay bắn. IO ngã xuống, IO bí bách. Còn lại Sylvester với rớt không ai chú ý, quay qua chém Tiny, chém máy bay, trả thù cho đồng đội. IO tele lên kết hợp với Anna, lại chém, không quên kèm thêm đi Sibusia đầy hả dạ. Nhà EG như cái sân bay. OG chém chẽ bước vào chung kết. Giây phút chiến thắng, OG không giấu nổi nụ cười thỏa mãn của những kẻ từng bị ruồng bỏ, trừ Notel. Anh chậm ôm Topson, rồi Zezak, rồi Sep. Khuôn mặt Fly lúc này tối sầm xuống, giáp mặt Notel dưới sân khấu, tiếng nhạc nền do nổi lên. Notel bước qua Fly, ánh mắt đầy vẻ thương hại, khinh bỉ và lạnh lùng trộn lẫn. Họ trao nhau một cái bắt tay rồi cứ thế như hai người lạ bước vào sân khấu trong tiếng xuýt xoa của cả hội trường. Một đoạn ân oán đã được giải quyết bằng những cú gáy. Giờ đây, OG với sức mạnh và tinh thần của những kẻ đã được thoát thai hoán cốt, họ tiếp tục giáp mặt với trở ngại lớn nhất. Ông Trung thực sự ngăn cản họ khỏi mục tiêu cuối cùng của mình ở The International. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay, hãy like đăng ký kênh Meme Studio và để lại bình luận bên dưới nhé. Good game, well like.